Nguy hiểm. Roar, roar. Tiến lên, khủng long của ta. Tiếng gì vậy nhở? Tiếng gì thế nhở? Gì đó không ổn. Chuyện gì xảy ra với khủng long đồ chơi vậy? Chạy chạy. Sao lại có thể như thế nhỉ? Để tôi đi xem sao. Tôi sẽ đi cùng với anh. Hình như nó bị cháy. Một con quái vật mỏng, dài và kêu tành tạch. Có lẽ là... Ôi không! Dobby, Babylon có thể gặp nguy hiểm. Tiếng tạch tạch sao? Nó phải ở gần đây chứ nhỉ? Dobby, ở đằng kia. Dừng lại ngay. Chân tôi tê cứng rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Để tôi giúp anh. Đừng. Có thể có điện xung quanh Dobby. Điện ư? Dobby, đặt hai chân của bạn gần với nhau. Rồi, giờ nhảy qua phía tôi như một chú thỏ đi. Giống như thỏ. Cảnh sát trưởng Labrador, có chuyện gì vậy? Tôi cho rằng con quái vật dài, mỏng và kêu tạch tạch mà bọn trẻ nhắc đến là một đường dây điện. Dây điện sao? Khi một đường dây điện chạm đất, nó sẽ nhiễm điện cho mặt đất gần đó. Và nếu các bạn đến gần, bàn chân của bạn sẽ cảm thấy tê cứng. Trong trường hợp đó, các bạn cần chụm hai chân lại và nhảy đi, giống như một chú thỏ. Nếu không, tính mạng của các bạn có thể gặp nguy hiểm. Và nếu bạn thấy ai đó bị điện giật, đừng chạm vào họ, nếu không bạn cũng sẽ bị điện giật theo đấy. May quá đi. Chúng ta cần tìm đường dây điện đó ngay để ngăn ngừa tai nạn tiếp theo. Vươn tròn bé nhỏ hành động. Vươn tròn bé nhỏ, hãy tìm đường dây điện bị rơi quanh đây. Tan tan. Cần sơ tán mọi người ngay bây giờ. Bóng bay của cháu đây. Cẩn thận! Bám sát vào đây!
sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, khi nhìn thấy đường dây điện rơi trên mặt đất, hãy nhớ tránh xa nó. Nếu bạn tình cờ đi vào một khu vực có điện và chân bạn cảm thấy tê cứng, đừng đi xa hơn nữa. Nhấc một chân hoặc chụm hai chân lại và nhảy ra khỏi đó giống như một chú thỏ. Nếu bạn thấy ai đó bị giật điện, bạn không bao giờ được đến gần họ. Bạn nên nhờ người lớn giúp đỡ. Hãy ghi nhớ những lời khuyên này nhé. Bình xịt mũi nguy hiểm. Wow, ngon quá. Ôi không, có mũi. Sẽ đuổi hết muỗi đi ngay. Hoàn thành nhiệm vụ. Không cần phải cảm ơn. Sát trưởng Labrador, bọn trẻ có vẻ như đã bị trúng độc. Hả? Gì cơ? Trúng độc sao? Là rắn đuôi chuông. Cái gì? Không phải tôi. Đứng lại đó. Hãy nhìn những cái răng to lớn này đi. Cô ấy chắc hẳn là người đã cắn bọn trẻ. Dobby à, cô ấy là rắn sóc. Loài rắn chúng tôi không phải ai cũng có được đâu nhá. Tôi xin lỗi. Trên người các bé không có vết thương. Tôi không nghĩ bọn trẻ bị tấn công từ bên ngoài đâu, cảnh sát trưởng. Nếu không phải người ở bên ngoài, vậy tại sao bọn trẻ lại bị trúng độc nhỉ? Chúng ta phải điều tra hiện trường. Mùi gì thế nhỉ? Có nhiều muỗi ghê. Các bạn nhỏ, các em vừa mới dùng bình xịt côn trùng đúng không? Vâng ạ, lúc nãy trong này có rất là nhiều muỗi. Hà Mã Nhỏ đã giúp chúng cháu. Đến cái bánh này cũng có mùi giống thuốc diệt côn trùng. Bình xịt côn trùng rất độc. Có vẻ như các cháu đã bị ngộ độc vì ăn phải miếng bánh có dính thuốc diệt côn trùng. Ôi không, để trẻ em sử dụng bình diệt côn trùng rất nguy hiểm. Chúng ta phải tìm Hà Mã Nhỏ ngay. Vậy là quanh đây sẽ không còn con muỗi nào. Hà Mã Nhỏ. Tìm thấy rồi. Ở đây. Hà Mã Nhỏ. Tôi là chuột hamster mà. Tôi xin lỗi nhầm người. Nóng quá.
Hả? Mùi gì vậy nhỉ? Là chiếc đuôi cháy của tôi. Và mùi thuốc xịt mũi nữa. Hả? Ở đằng kia. Ôi đời, sao bụng tôi đau quá. Ở đằng kia. Cứu chồng ơi. Ôi không. Hà Mã nhỏ. Hà Mã nhỏ. Phải đưa cho bé đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, thuốc xịt côn trùng là chất cực độc. Các cháu phải cẩn thận khi sử dụng chúng. Nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy nhanh chóng rời khỏi nơi đã xịt, thay quần áo và rửa tay. Ngoài ra, các cháu không được xịt vào người khác hoặc đồ ăn, vì vậy có thể làm hại họ và thậm chí cả bản thân mình nữa. Không được chơi ở công trường. Đứng lại đó. Đừng có mơ chuyện đó. Các người không bắt được ta đâu. Bắt được rồi. Yeah, chúng ta làm được rồi. Tôi sẽ không ăn trộm nữa đâu. Hôm nay ngươi sẽ về đồn với ta. Làm tốt lắm, Babylon. Babylon luôn có cách của mình. Wow, ở đây có thật nhiều các loại xe xây dựng này. Ôi không, các bé ngỗng con lẻn vào công trường xây dựng chơi. Ở đấy rất nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng đưa chúng ra khỏi đó ngay. Đây chờ thôi. Đây là xe chở bé rồi. Nhìn kìa. Kìa là máy xúc. Là máy xúc đấy. Đây là xe xúc lật, là xe ưa thích của em. Công trường xây dựng rất nguy hiểm. Các cháu không bao giờ được chơi ở trong này, nhớ chưa? Vâng ạ. Các em, mau xếp hàng điểm danh nào. Vâng ạ. 1, 3, 2, 4. Ơ, 6. Số 5 mất tích rồi ạ. Chúng ta phải tìm cháu bé ngay. Ngỗng con. Ngỗng con, cháu ở đâu? Em ở đâu? Hả? Cẩn thận đấy. Ở đây nguy hiểm quá, rất khó tìm được cậu bé nữa. Chúng ta cần phương tiện tìm kiếm. Hiểu rồi. Robot tìm kiếm thông minh Walton bé siêu, cậu ấy có thể giúp chúng ta tìm kiếm. Walton bé siêu, hãy giúp tìm ngỗng con nhé. Tan, ngỗng con. Tan.
Cậu ấy tìm thấy ngỗng con rồi này. Xin lỗi, cậu ấy vẫn chưa được hoàn thiện lắm. Chắc đó là ngỗng con. Tôi đây là một con vịt. Đợi đã. Bỏng ngô. Cậu tìm thấy cái này ở đâu? Hả? Vườn chân bé siêu, dẫn đường đi. Trông mạnh quá. Sao cao thế này? Có ai đó đang kêu cứu ở đằng kia. Cứu ơi. Cậu bé đang gặp nguy hiểm ở đằng kia. Đi thôi. Được rồi. Cảnh sát trưởng Labrador. Chúng tôi không sao. Cảm ơn quân tôn bé siêu nha. Đáng sợ quá. Cháu không bao giờ dám vào công trường chơi nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Công trường là một nơi rất nguy hiểm. Nơi này có rất nhiều sắt thép và xi măng xây dựng. Ngoài ra còn có các phương tiện xây dựng di chuyển. Các bạn có thể bị va chúng hoặc thậm chí bị thương. Cần cầu có thể nâng các vật nặng lên cao và có thể vô tình rơi xuống làm bị thương các bạn. Ngoài ra còn có rất nhiều hố sâu. Nếu các bạn đến quá gần, các bạn cũng có thể ngã xuống dưới nữa. Các bạn hãy nhớ, không bao giờ được chơi đùa ở công trường nhé. Cháy lớn ở công viên khủng long. Wow. Đi nào. Cẩn thận đấy. Nhanh lên mọi người, chạy đi. Làm tốt lắm Babylon, hãy mau giúp họ đến nơi an toàn đi. Đã rõ. Dobby, theo tôi. Ở đằng kia, nhanh lên. Cháu không muốn biến thành một nhịp đường đâu. Cẩn thận. Đau quá.
Mọi người đừng hoảng sợ, hãy che mũi và miệng của mình lại. Di chuyển dần đến nơi không có khói, cúi thấp người xuống và đi theo lối này. Cảnh sát trưởng Labrador, con T-Rex phun lửa đã bắt cả con đi rồi. Gì cơ? Con T-Rex phun lửa? Chúng ta đi nào. Gà con, gà con. Nó thực sự phun lửa được kìa. Không, có vấn đề gì đó ở chỗ mồm của nó. Cứu cháu với. Ôi không, gà con đang gặp nguy hiểm. Chúng ta theo nó nào. Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây. Ôi không, nhìn bên kia kìa. Tôi không thể giữ được nữa. Chúng ta phải nghĩ ra cách ngay bây giờ. Đường này, xin đừng xô đẩy nhau. Babylon. Tôi tới đây. Tôi sao vậy? Babylon, hãy bỏ người sau con T-Rex và tắt nguồn nó đi. Hiểu rồi, để tôi làm cho. Đây rồi. Sao có nhiều nút vậy? Điều này quá đơn giản, chắc chắn là nút này. Nó dừng được rồi. Sao lại di chuyển nữa vậy? Di chuyển kìa. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu các bạn chẳng may bị kẹt trong một đám cháy, hãy cố gắng đừng hoảng loạn. Không được cố gắng cứu tài sản, hãy nhanh chóng rời khỏi đó nhanh nhất có thể. Khi sơ tán, hãy che mũi và miệng của các bạn bằng một miếng vải ẩm và tránh khỏi những nơi có khói dày đặc. Hãy nhớ những điều này nhé. Cá mập lớn đang đến. Của anh đây. Xin chào, tôi là Babylon, là cảnh sát mới ở đây. Chào bạn, cảnh sát Babylon. Tôi sở hữu rất nhiều công cụ hữu ích. Chúng sẽ giúp chúng ta trong quá trình điều tra. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cá mập á? Alo, alo, chúng ta phải tới đó ngay. Được. Gió lớn quá. Lên đây nào. À,
xoay tròn nào. Tiến lên bầu trời cao. Dobby, đi nào. Cẩn thận đấy. Hãy ra đây. Đi chơi đi, tôi sẽ lo con cá mập này. Cảm ơn cậu, Dobby. Mọi người, mau lên bờ ngay. Chờ tới nha. Không cắn được ta đâu. Dobby, mau lên đây. Được rồi. Hết giờ chơi rồi, tạm biệt. Ôi thật là sợ quá đi. Cảm ơn các bạn thật là tuyệt vời. Cảnh sát trưởng Labrador, anh của cháu đang chơi lớp bán ngoài kia, anh ấy chưa về. Gì cơ? Các chú sẽ tìm cậu ấy ngay. Cậu bé ở đằng kia. Đã rõ. Cứu cháu. Cứu cháu. Nhanh lên, cậu bé gặp nguy hiểm. Đi nào. Phép ta có gì này. Cá mập này khỏe quá, bạn cứ mau chạy đi. Papillon, chúng tôi cần trợ giúp. Hả? Đã rõ. Xem tôi có gì đây. Đây là tàu cứu nạn thông minh, hoàn toàn tự động nhé. Hả? Wow. Chúng ta lên đó nào. Dobby, nhanh lên. Ôi không ạ. Nhanh nào. Mọi người giữ chặt vào. Xin lỗi, có vẻ như động cơ vẫn còn có vấn đề. Nhưng đừng lo, luôn có phương án dự phòng mà. Xem này. Bàn đạp á? Dobby, mau đạp đi. Cá mập đáng sợ quá. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, cá mập là loài động vật nguy hiểm ở dưới biển. Chúng ta không nên chơi ở dưới nước khi có dấu hiệu cá mập xuất hiện. Nếu các bạn nhìn thấy cá mập, nhanh chóng rời khỏi nước và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất. Ngoài ra, các bạn không nên xuống nước khi bị thương. Mùi máu có thể thu hút cá mập đến chỗ các bạn. Hãy ghi nhớ những điều này nhé. Thang máy nguy hiểm. Đứng lại. Tránh ra. Đứng lại. Đi nào.
thang máy. À, mình có ý này. Khoan đã. Tránh ra. Đứng sang một bên đi. Ta cần lên sân thượng. Hả? Đứng lại đó. Đóng lại nhanh. Đi thang bộ nào. Hả? Lên tiếp nào. Sao cửa lại mở ra thế này? Sói, hắn ta kìa. Đông mình phải hủy hết mọi tầng mới được. Nhóc, đang định làm gì thế hả? Chú không thấy rất vui à? Ngươi làm gì đấy? Chú còn người ta mau. Dừng lại. Ôi không. Đóng cửa lại đi bà. Trời ơi. Này, đóng cửa nhanh. Ngươi đừng có bấm nữa. Này, đừng có hỏng nhá. Đóng lại đây. Lại đó. Đóng lại đây. Này, ta đã nói dừng lại cơ mà. Đến nơi rồi. Đúng thật là mong đừng bao giờ gặp lại ngươi nữa. Bye bye. Mình phải chạy thôi. Đúng rồi. Ôi, cao quá. Chúng ta phải nhanh lên. Sói. Họ đến rồi. Nhận lấy này. Nhận lấy đi. Đi nào. Mày ghê. Lại là cháu à? Ta dạy cho cháu một bài học mới được. Ở đây không an toàn, mình phải ra khỏi đây ngay. Mở cửa ngay. Mở ra được rồi. Cái gì vậy? Hắn ở đằng kia, nhanh lên. Khỏi bóng của tôi. Kho báu của tôi. Này sói, đứng lại đó. Chạy thôi. Không ai có thể thoát khỏi ta đâu. Ôi không, có người ở trong thang máy. Đi nào. Đừng lo, cháu an toàn rồi. Cháu sẽ không bao giờ nghịch thang máy nữa đâu ạ.
Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ luôn phải thực hiện đúng nội quy an toàn thang máy, luôn đi thang máy với người lớn và không bao giờ được nghịch bấm các nút của thang. Chạy nhảy hoặc chơi đùa trong thang máy cũng rất nguy hiểm, có thể gây tai nạn nữa đấy. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Tai nạn từ trên cao. Wow! Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, có ai đó ném đồ từ trên cao xuống? Cái gì cơ? Ném đồ từ trên cao á? Cô đừng lo, chúng tôi sẽ tới ngay. Ê, rác ở khắp mọi nơi. Hả? Cô ấy đâu rồi nhỉ? Xin hãy cứu tôi. Cô Diễm. Cảnh sát trưởng Labrador, có ai đó đã ác ý ném rác từ trên cao xuống đây nãy giờ. Hả? Xin chú hãy tìm ra thủ phạm đi ạ. Cháu đừng lo, không có vụ án nào mà chú không thể phá được. Đi nào. Dừng tay. Hả? Bác đang tưới cây ạ? Bác voi, đặt chậu cây ở ban công là không an toàn, chúng có thể gây nguy hiểm cho người khác. Tôi xin lỗi. Để tôi dọn dẹp chúng ngay. Ở đằng kia, đi nào. Dừng lại. Dừng lại ngay. Tôi xin lỗi. Anh chơi Jojo à? Xin lỗi nhé. Nghi phạm ở đâu được nhỉ? Người cứ liệu mà chạy ngay đi. Nếu ta bắt được ngươi. Thật là bẩn quá. Như này còn vui hơn nhiều. Ở đằng kia, đi nào. Hả? Không có ai ở đây. Nhìn những dấu vết này đi. Đây là dấu chân. Lạ thật đấy. Dấu chân dừng lại ở ngay đây. Hả? Nghi phạm trốn đâu rồi nhỉ? Các chú cảnh sát, các chú không bắt được cháu đâu. Cháu đây rồi. Ôi không, bị phát hiện rồi. Đừng lại ngay, đừng lại đó. Vậy là cháu là kẻ gây rắc rối hả?
Tôi cũng giúp nữa. Bắt được rồi. Không bắt dễ vậy đâu. Hôm nay chơi thấy đủ rồi. Tên này thật là lươn lẹo. Đừng lo, cậu ta không thoát đâu. Sao tôi chơi thế này? Là sao không rửa tay? Không ai có thể thoát khỏi tôi đâu. Cháu xin lỗi chú, cháu không ném rác xuống nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, ném đồ từ trên cao xuống luôn luôn nguy hiểm. Cho dù là hòn đá nhỏ nhất rơi từ trên cao xuống cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho người ở dưới. Vì vậy hãy nhớ không bao giờ được ném, thả đồ từ trên cao xuống nhé.